Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè đậu trắng theo kiểu mới. Chè ăn vào thì mềm dẻo thơm béo. Đặc biệt thì đậu và nếp nó sẽ mềm tan, không bị cứng và không bị nát. Sau đây thì các bạn hãy cùng vào bếp và làm với mình. Để làm được món này, mình đã chuẩn bị là 350g đậu trắng. Đậu trắng này khi mua về thì mình đã lựa bỏ những hạt hư, hạt lép rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và vo lại cho sạch. Vo xong rồi thì mình sẽ cho vào là nửa muỗng canh muối. Để mình ngâm đậu trong thời gian dài thì đậu cũng không bị nứt và không bị chua. Tiếp tục thì mình sẽ cho nước vào để ngâm. Mình cho vào ngập phần đậu luôn nha các bạn, vì trong lúc ngâm thì nó còn nở ra nữa đó. Mình sẽ ngâm đậu qua một đêm, để khi nấu thì đậu sẽ nhanh chín hơn. Đây là đậu sau khi mình ngâm được một đêm. Lúc này thì nó đã mềm và nở to ra như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và vo lại cho sạch. Đậu sau khi vo xong thì mình sẽ cho vào nồi. Rồi mình thêm vào là 1 lít 2 nước để mình nấu đậu. Lúc đầu thì mình sẽ mở mức lửa lớn cho nước nó nhanh sôi. Sau khi nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ. Mình sẽ đậy nắp lại để mình nấu đậu từ từ cho đậu nó chín mềm. Tiếp theo mình chuẩn bị là 60g lá dứa tươi. Lá dứa này khi mua về thì mình đã rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhỏ ra để mình đem đi xay nha các bạn. Khi mua thì các bạn chọn lá dứa già, để khi làm lên thì màu nó sẽ đẹp hơn. Nó có màu xanh đậm đẹp hơn lá dứa non đó các bạn. Mình cho lá dứa vào máy xay rồi thêm vào là 500ml nước. Sau khi xay xong thì mình sẽ lượt qua rây để mình lấy phần nước lá dứa. Để chè khi nấu lên nó thơm hơn và có màu đẹp hơn thì mình sẽ thêm vào là 1/3 muỗng nhỏ hương lá dứa. Mình sẽ khuấy đều lên nha các bạn. Còn nếu như không có thì các bạn có thể bỏ qua bước này. Bây giờ mình sẽ để ở đây và mình đi chuẩn bị phần nếp nha các bạn. Đây là 300g nếp sáp. Bây giờ mình sẽ đem đi mình vo cho nó sạch. Sau khi vo xong thì mình sẽ cho phần nước lá dứa vào để mình ngâm. Mình sẽ ngâm trong vòng là 2 giờ. Đây là nồi đậu sau khi mình nấu được là 30 phút. Lúc này thì đậu nó đã chín mềm rồi. Nếu để chắc chắn hơn thì các bạn hãy lấy ra ngoài rồi mình kiểm tra thử. Nếu như các bạn bóp thấy nó mềm tan như vậy là đậu nó đã chín rồi. Mình sẽ cho trở lại vào nồi. Mình sẽ tắt bếp rồi đổ đậu ra ngoài. Lúc này thì mình sẽ không cần phải rửa lại. Mình để đây cho nó ráo nước và nguội là được rồi. Đây là nếp sau khi mình ngâm được là 2 giờ. Lúc này thì lá dứa nó đã rút hết vào hạt nếp. Nó có cái màu xanh nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài và chắc bỏ phần nước. Sau khi chắc xong thì mình sẽ để đây cho nó ráo nước. Chứ mình không cần phải vo lại nha các bạn. Để nấu chè thì mình đã lót lá dứa vào đáy nồi rồi. Để khi nấu thì chè của mình nó sẽ được thơm hơn và nó không bị khét nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đậu vào. Mình dàn đều ra. Rồi mình cho vào là 380g đường. Lượng đường này thì các bạn có thể tăng hoặc là giảm cho vừa với khẩu vị của gia đình mình. Vì đậu mình đã luộc rồi cho nên mình có cho đường vào thì nó cũng không bị cứng.
Rồi mình sẽ cho nếp vào á và mình cũng dàn đều ra luôn. Rồi mình cho vào là 1/2 muỗng nhỏ muối á, để cho nó đậm đà hơn. Cuối cùng á thì mình sẽ cho vào là 1,5 lít nước á, để mình nấu chè. Các bạn cho vào từ từ thôi. Bây giờ mình sẽ đem đi nấu chè. Lúc đầu thì mình sẽ nấu với mức lửa lớn cho nó nhanh sôi. Sau khi mà chè đã sôi lên rồi á thì mình sẽ hạ xuống mức lửa nhỏ. Rồi mình sẽ hớt bọt ra ngoài. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và nấu từ 20 đến 25 phút thì chè sẽ chín. Đây là chè của mình sau khi nấu được là 10 phút đầu tiên. Lúc này mình sẽ mở nắp ra rồi mình đảo lên để cho chè nó chín đều hơn. Và mình sẽ đảo nhẹ tay để cho nếp nó không bị nát. Rồi mình cũng sẽ gấp lá dứa ra ngoài luôn. Vì nếu nấu lâu quá thì lá dứa sẽ làm cho chè nó bị đắng. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho nó đủ thời gian. Đây là chè sau khi mình nấu được là 20 phút. Lúc này thì chè đã chín rồi. Khi nhìn vào thì các bạn thấy hạt nếp nó trong lại. Và chè nó có cái độ nhựa nhựa như vậy thì chè đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào chè là 1 muỗng canh bột năng mình đã hòa tan với nước để tạo độ sánh cho chè. Và cũng để chè nó không bị dữa. Mình sẽ khuấy đều lên và nấu thêm là khoảng 2 đến 3 phút nữa. Cho bột năng nó chín là được rồi. Đây là chè của mình đã được rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Và mình đợi cho chè nó nguội bớt thì mình sẽ cho ra ngoài. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa để mình ăn chung. Mình sẽ cho vào nồi là 400ml nước cốt dừa. Rồi hòa tan vào là 1 muỗng canh bột năng để tạo độ sánh đặc cho nước cốt. Hai muỗng canh đường. 1/3 muỗng nhỏ muối. Rồi mình thêm lá dứa vào cho nó được thơm hơn. Mình sẽ khuấy đều lên và đem lên bếp để nấu. Mình sẽ nấu nước cốt với mức lửa nhỏ. Và trong lúc nấu thì mình sẽ khuấy liên tục để cho nước cốt nó không bị khét ở dưới đáy. Sau khi sôi lên thì mình sẽ nấu thêm là khoảng 4 phút nữa. Cho bột năng nó chín kỹ để nước cốt nó không bị dữa. Đây là hỗn hợp nước cốt sau khi mình nấu được 4 phút. Lúc này thì cũng đã được rồi. Mình sẽ tắt bếp. Rồi chuẩn bị cho ra ngoài để thưởng thức nha các bạn. Chè cũng đã nguội rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài. Đối với món chè đậu trắng này khi mà mình để nguội, mình ăn thì nó sẽ ngon hơn khi mà mình ăn nóng. Nhìn vào thì chè rất là ngon. Nếp và đậu thì nó còn nguyên không bị nát. Và nó có cái màu xanh lá dứa rất là đẹp nữa. Và cái mùi cũng rất là thơm luôn đó các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ cho nước cốt lên trên, cho nó được ngon hơn. Vậy là mình đã nấu xong rồi đó các bạn. Chè rất là ngon, hạt đậu và nếp thì nó mềm, nhưng mà nó vẫn còn nguyên chứ nó không bị nát. Mình mời các bạn ăn thử cùng với mình. Mình ăn vào thì chè có vị ngọt vừa phải, hạt đậu thì nó mềm tan, và nếp thì nó dẻo mềm. Cùng với đó là vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của lá dứa. Ăn vào thì rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Và vị ngọt vừa phải mình ăn không có bị ngán. Vậy là mình đã chia sẻ xong công thức để làm món này rồi. Nếu như có thời gian thì các bạn hãy làm thử, để cho gia đình mình cùng thưởng thức. Mình chúc các bạn thành công. Vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Và nếu hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký và ấn vào nút chuông để có thể nhận thông báo về những video sau của mình sớm nhất.
Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.